Trời ơi, sao đến bây giờ mình mới biết có tour Cao Bằng, Tịnh Tây Trung Quốc ngắm cảnh đẹp mê ly mà giá lại hạt rẻ như thế này nhở? Cao Bằng vừa mới nâng cấp thành công cửa khẩu Trà Lĩnh thành cửa khẩu quốc tế, nên nếu bạn đã chán với các tour Trung Quốc đường bộ thông thường rồi thì tham khảo ngay thêm tour mới này nhé. Và đây là tóm tắt lịch trình 3 ngày 2 đêm khám phá Cao Bằng, Tịnh Tây Trung Quốc của mình. Ngày đầu tiên, đoàn sẽ di chuyển từ Hà Nội lên tới cửa khẩu Trà Lĩnh, xuất cảnh sang Trung Quốc. Thủ tục đơn giản, chỉ cần mang theo căn cước công dân để làm sổ thông hành thôi nha. Tiếp đó sẽ di chuyển tầm 40 km để đến thành phố Tịnh Tây. Điểm tham quan đầu tiên sẽ là suối Nga Tuyền, một trong 3 ngọn suối đẹp và nổi tiếng nhất Tây Nam Trung Quốc. Phong cảnh non nước hữu tình, đậm nét cổ phong Trung Hoa, cực kỳ phù hợp cho các bạn sống ảo với trang phục cổ trang. Ở đây cũng có dịch vụ đi bè, ngắm cảnh, chi phí chỉ tầm 10 tệ một lượt thôi nha. Sau đó, đoàn sẽ đi tham quan nhà lưu niệm Hồ Chí Minh, nơi đây cất giữ các kỷ vật và rất nhiều những câu chuyện xúc động về Bác Hồ trong thời kỳ Bác sống và làm việc tại đây. Ăn uống trong tour này thì mình thấy khá đầy đặn và ngon, đặc biệt là có tiết mục mời rượu độc đáo của dân tộc Choang Quảng Tây. Sau bữa tối thì có thể tự do tham quan phố cổ Cẩm Tú về đêm đẹp lung linh. Ngày thứ hai, đoàn sẽ khởi hành đến Cổ Long Đại Hiệp Cốc, hệ thống hang động thác nước hùng vĩ kỳ ảo nhất Tịnh Tây. Đường đi vào động gần sát với thác, tiếng nước đổ ầm ầm và gió thì siêu mạnh. Bên trong động là hệ thống hang nhũ đá cao rộng cũng rất đẹp luôn nhé. Buổi chiều thì đoàn sẽ di chuyển về cửa khẩu Long Bang, nhập cảnh lại Việt Nam và đến thăm di tích lịch sử Bác Bó, nơi ở và hoạt động của Bác Hồ trong những năm kháng chiến từ 1941 đến 1945. Sau đó thì sẽ đến suối Lenin, núi Các Mác, thăm hang Cốc Bó và chụp hình lưu niệm tại cột mốc km số 0 đường Hồ Chí Minh. Ngày cuối cùng trong hành trình, đoàn sẽ đến thác Bản Dốc, thác nước nằm trong top 4 ngọn thác xuyên quốc gia lớn nhất trên thế giới. Trời ơi, không một từ nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp hùng vĩ của thác Bản Dốc. Với mình thì đây chính là điểm tham quan mà mình thích nhất và quá hợp lý để kết lại hành trình 3 ngày 2 đêm vừa được khám phá non nước Cao Bằng, vừa được vui chơi tới bến ở đất bạn. Dự kiến tour này sẽ rất hot trong thời gian tới nên là các bạn nhớ tranh thủ đăng ký sớm để giữ slot nha.